Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Tiếp tục các bạn vừa xem nha. Cái đây xe máy 10 bò lút đang dành cái mé lề đang chạy xuống nha các bạn. Cái đầu này dẻo quá. Đây bên kia thì cây DC 93 bộ 2 cây thì thấy chạy chung đúng không ạ? Biết chung vải hay không á. Quá dẻo. Mê đúng không ạ? Nó dẻo mấy cái đầu này không à. Rồi em mà đó. Tình với các bạn ơi, tài xế nhiệt tình với bà con luôn nè, không để cho cắt tay luôn, vô hủy tiếp luôn. Tại nói ngay mình có lần chạy rồi nó cũng đỡ rồi mà, nó bình thường ha. Vì vậy nó nhão lên nó đỡ dẻo. Đó, tài xế quá nhiệt tình luôn. Tiếp anh em luôn, đổi cho các tay luôn. Rồi, đó. Rồi anh cũng còn la mình, anh xong rồi. Nghiêng bên luôn rồi, làm như ngay cái găng đường mưa hay gì á. Chạy ra bắt chuột à. Rồi xong. Một lam này nữa là xong. Hết miếng này. Mấy anh em này coi chạy theo có chuột có cá không thấy gì trơn, nó ngay nãy giờ cũng không thấy chuột thấy cá gì luôn nha các bạn. Đồng ở đây vậy mình thấy cũng ít cá ít chuột quá. Không thấy gì luôn à. Rồi vậy là hai máy này chung chủ ta thấy kéo chung nè các bạn. Đúng rồi kéo chung lúa. Rồi bên đây cây DC93 đang chạy xuống. Rồi cây bé 10 thì xong rồi. Rồi mấy anh em mình không có chuột có cá gì luôn rồi. Uổng ghê không? Rồi không có gì hết trơn. Đất này. Rồi mình qua đây để mình lại qua mình quay chiếc 93 xuống nha, đang chạy vòng đầu xuống. Rồi, đang chạy vòng đầu xuống này. Đang thả dạt xuống luôn. Đây thì chị chủ ruộng đang bứt lúa. Ảnh nó thì đang cắt mấy cái lúa ấy anh dục vô. Dáng quá đẹp các bạn. cứng này các bạn. Lớp mặt ở trên thôi nhé bạn, chỉ có mấy cái đầu dưới đây thôi, bên trên mới thì đắt cứng ngắt à. Vài cái nó dám lên luôn đó. Lên luôn. Lên. Cái đồ hết lớp sình nó đã lên luôn. Đó, tính là máy mạnh ghê. Xíu nó qua luôn rồi. Được. Đã thầu luôn chưa? Lên. Đã thầu sao? Để qua bển gần hơn dễ quay hơn nha các bạn.